Từ vụ việc mái ấm hoa hồng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, tới đây không chỉ kiểm tra, thanh tra về điều kiện hoạt động cơ sở vật chất, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với các hoạt động của những cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn quốc. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, trước khi vụ việc bạo hành trẻ em tại mái ấm hoa hồng bị phanh phui, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra cơ sở này nhưng chưa phát hiện ra sai phạm. Có thể là do chỉ kiểm tra các điều kiện hoạt động cơ sở vật chất, môi trường, con người. Tới đây, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, thanh tra toàn diện tất cả quy định của pháp luật đối với các hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh kiểm tra điều kiện hoạt động cơ sở vật chất, còn phải kiểm tra sâu hơn về tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ, quản lý tài chính, nguồn hàng, tiền hàng, v.v. Ngoài ra, các cơ sở bảo trợ xã hội phải thường xuyên rà soát, báo cáo đối tượng, lập danh sách tìm nguồn gốc trẻ em, đặc biệt là trẻ em sơ sinh, bởi nếu không rất dễ phát sinh liên quan đến việc mua bán người. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa Nam cho hay sẽ kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ đạo thanh tra, Bộ Thanh tra yêu cầu các địa phương kiểm tra toàn diện tất cả các quy định pháp luật thì mới phát hiện ra những sai sót. Sang năm 2025 sẽ phải tăng cường yêu cầu các địa phương thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở chăm sóc nuôi trẻ em, biến việc này thành việc làm thường xuyên, ông Nam nói.